bạn yêu quý, Nhung vừa làm một cái liệu trình therapy của BB Thanh Mai, và liệu trình này giúp cho da của Nhung đẹp liền. Cái liệu trình này không hề xâm lấn và giúp tăng sinh collagen, và các bạn thấy là vừa mới làm xong thì khi Nhung thoa lên trên tay lên trên da là thấy nó đã căng ngay lập tức. Cái cung mày của Nhung đã cao lên, và khi các cái rãnh cười á là nó đã bớt đi quá nhiều. Và các bạn biết không, đây mới chỉ 10 đến 15% của tác dụng thôi. 3 tới 6 tháng sau thì Nhung từ 43 tuổi chỉ còn là 34 tuổi. Và đây là một điều mà thật là hạnh phúc đối với Nhung cũng như các cái bạn phụ nữ đã trên 40. Nhung rất cảm ơn BB Thanh Mai, đặc biệt cảm ơn người chị yêu quý của Nhung, chị Mai đã cho Nhung một cảm giác hạnh phúc và tự tin như ngày hôm nay. Các bạn hãy tới với BB Thanh Mai nhé để cảm thấy vui hơn và trẻ hơn. Như vậy các bạn đã có hạnh phúc rồi đấy. Chào các bạn.